Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ ba ngày 1 tháng 8 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, tiếp tục khẳng định vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. Cái đầy 93 năm, ngày 1 tháng 8 1930, nhờ kỷ niệm Ngày Quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ba cổ động và tuyên truyền của đảng, tiền thân của ban tuyên giáo trung ương ngày nay, đã xuất bản cuốn tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8, ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Nhiều hoạt động meeting, biểu tình liên tiếp diễn ra trên khắp cả nước. Ngày 1 tháng 8 1930, trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng và trở thành ngày truyền thống công tác tuyên giáo của đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tại Cánh Hòa, ngành tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy, sướng dẫn của Ban tuyên giáo trung ương, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc các ban hành đoàn thể và sự tin tưởng đồng lòng của cán bộ nhân dân trong tỉnh. Qua hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18, các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương của tỉnh ủy, công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng của đảng bộ tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, theo đúng chỉ đạo của trung ương và đạt được những kết quả quan trọng các cấp ủy tổ chức đảng đã triển khai học tập quán triệt tuyên truyền và xây dựng kế hoạch chương trình hành động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của trung ương và của tỉnh phù hợp với từng đối tượng sát với thực tiễn địa phương đơn vị nhất là việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nghị quyết số 09 của bộ chính trị về xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với nghị quyết trung ương 4 khóa 12 và khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị toàn thể triển khai bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Với yêu cầu nhiệm vụ mới trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tập trung tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Hệ thống tuyên giáo phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo định hướng kịp thời các cơ quan báo chí truyền thông trước các sự kiện những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cam Tranh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 13. Kỳ họp lần thứ 13 diễn ra trong 2 ngày. Ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023, xem xét thảo luận báo cáo tình hình hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân, các bang của Hội đồng Nhân dân về thẩm tra, tình hình thực hiện kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp. Thảo luận báo cáo kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố và báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất đai khoáng sản tại khu vực núi Hòn Trồng. Thảo luận thông qua chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phần tin kinh tế, từ đến, đến ngày 1 tháng 7 2023 đến ngày 15 tháng 7 2023, toàn tỉnh có 70 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký hơn 425 tỷ đồng, giảm 15,66% về số doanh nghiệp và giảm 1,47% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 7, toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. 94 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 28,77%. 14 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 7,69%. Như vậy, trong 7 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 1.117 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7,15% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký trên 6.475 tỷ đồng, giảm 47,53%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới tính đến nay đạt 5,8 tỷ đồng, giảm 43,49% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh có 588 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 36,77% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 1.705 doanh nghiệp. Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay 1 tháng 8 được dự báo tăng mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 920 đến 1.320 đồng một lít, giá dầu có khả năng tăng ít thường. Theo đó, dữ liệu từ Bộ Công Thương ghi nhận, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở chu kỳ này tăng so với kỳ điều hành trước đó. So với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON92 từ ngày 24 đến 26 tháng 7 tăng 6 đô la Mỹ một thùng, bình quân giá xăng RON95 tăng 5,88 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thế giới cũng đã trải qua 5 tuần tăng liên tiếp do đó giá xăng có thể tăng ở mức 920 đến 1.320 đồng một lít, còn giá các loại dầu có khả năng tăng ở mức thấp hơn từ 510 đến 1.020 đồng một lít. Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 6 năm 2023, dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt trên 119.200 tỷ đồng, tăng 4.734 tỷ đồng so với đầu năm với 4,14%, so với cục kỳ tăng 8.613 tỷ đồng với 7,79% vốn tín dụng tiếp tục tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ. Mặc dù các tổ chức tín dụng có điều kiện để tăng tín dụng do thanh khoản hệ thống dồi dào và chưa bị giới hạn bởi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, nhưng không nằm ngoài xu hướng chung của cả nước, tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng trưởng chậm, chỉ tăng 4,14% so với cuối năm 2022 do nhu cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp. Điều này đòi hỏi ngành ngân hàng cần có các giải pháp linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các gói vay ưu đãi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sau một thời gian dài ứng phó dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp dùng chính nguồn lực còn lại để duy trì khôi phục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều biến động, giá xăng dầu thay đổi liên tục, lạm phát tăng cao. Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng và chờ đợi sự thay đổi của thị trường. Nhận thấy rõ các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong xoay vòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành ngân hàng Khánh Hòa đã triển khai kịp thời các chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế địa phương, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân như điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Với 4 lần giảm lãi suất điều hành, lãi suất cho vay mới giảm khoảng 1,3% so với cuối năm 2022. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho vay hỗ trợ 2% lãi suất để hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, song vẫn chưa đủ để thúc đẩy tín dụng. Nếu như mà cái tổ chức mà xét hay có những cái nguồn vốn để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm sao chúng ta thẩm định cái tính khả thi của nó? nếu có tính khả thi của nó thẩm định thật kỹ nó an toàn thì chúng ta cho vay còn cái vấn đề mà tài sản thế chấp này nọ thì nó là cái phần nhẹ thôi, phần đừng đặt nặng cái đó bởi vì tôi nghĩ rằng những cái nhà đầu tư hay là ngân hàng cho vay cũng không mong muốn để mà siết nợ mà cho vay là tạo sự hỗ trợ cho doanh nghiệp họ phát triển họ làm ăn có lãi phát triển rồi mình thu cái 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 đồng lại đó đó là mục đích chính của các cái nhà đầu tư của ngân hàng Bên cạnh nguyên nhân do nhu cầu tín dụng giảm mạnh, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế gặp khó khăn, một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đặc biệt sau thời gian dài nền kinh tế gặp khó khăn, mức độ rủi ro của khách hàng bị đánh giá cao hơn, nhất là khi hoạt động của doanh nghiệp khó chứng minh hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai nghiêm túc, nhanh chóng, hiệu quả các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước về tăng trưởng tín dụng triển khai các gói tín dụng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân như gói 40.000 tỷ đồng, 120.000 tỷ đồng, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02 của ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại đã nỗ lực triển khai các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm từ 0,5 đến 3% một năm tùy đối tượng khách hàng. Mức lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm thêm từ 0,2 đến 2,5% trong nửa cuối năm nay hiện nay cái lãi suất hiện nay là khá tốt so với thị trường của ngân hàng Nguyễn long vì nó đi đôi với cái việc là giảm cái lãi suất tiết kiệm về tiệm cận với những cái ngân hàng trung ương ngân hàng nhà nước thì là đi đôi với cái việc đó thì nó sẽ giảm được cái lãi suất cho vay và để cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn thì ngoài cái việc mà giảm cái lãi suất cho vay thì ngân hàng kiên long cũng đang đồng hành cùng với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đó là cái việc mà uh, miễn phí cái phí chuyển tiền thanh toán quốc tế cũng như là các cái phí giao dịch điện tử của hàng điện tử khác. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án về ưu giao thông, đồng thời tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ra soát đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Sử dụng quái này hạ lãi suất trong giai đoạn này là giúp cho các doanh nghiệp trong việc thanh khoản Thanh khoản ở đây để làm gì? Thứ nhất, đó là gì? Để nếu như các doanh nghiệp mà không có cái lượng tiền mặt để chúng ta có thể chi tiêu hàng ngày, ví dụ như duy trì cái lực lượng lao động, để khỏi phải bị thất nghiệp, thì buộc người ta cũng phải đi vay với lãi suất thấp hoặc là lãi suất bằng không, thì mới có thể hỗ trợ cho người ta được trong việc mà giải quyết về cái 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 cái, cái, cái tiền lương của người lao động các chuyên gia tài chính cũng cho rằng ngoài việc giảm lãi suất cho vay thì các chính sách tiền tệ cần phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa tập trung thúc đẩy ba động lực tăng trưởng kinh tế là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng bởi một khi thị trường được khơi thông hàng hóa tiêu thụ mạnh nhu cầu xã hội tăng cao thì doanh nghiệp mới lên phương án kinh doanh mạnh dạng vay vốn từ đây từng đồng vốn vay đưa vào sản xuất kinh doanh mới đạt hiệu quả tiếp tục chương trình là những thông tin khác chuẩn bị cho năm học 2023-2024 Năm thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông. Các trường đang tổ chức cho học sinh lớp 10 đăng ký tổ hợp môn học và chuyên đề học tập. Sau một năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, nhiều trường đã có những điều chỉnh trong việc xây dựng tổ hợp môn phù hợp. Hiện nay, hầu hết các trường trung học phổ thông đã đưa ra các tổ hợp môn và cụm chuyên đề để học sinh đăng ký, đồng thời tổ chức họp cha mẹ học sinh và học sinh lớp 10 để tư vấn việc lựa chọn. Đối với lớp 10, tinh thần chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là học sinh có quyền lựa chọn môn học tự chọn phù hợp với năng lực và sở thích trên cơ sở đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh lớp 10 chọn tổ hợp môn như sau. 56,6% chọn tổ hợp có nhiều môn thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên, 39,9% chọn tổ hợp có nhiều môn thuộc nhóm môn khoa học xã hội. 1,7% chọn tổ hợp có nhiều môn thuộc nhóm môn công nghệ và nghệ thuật, 0,9% chọn tổ hợp có môn âm nhạc, 1,2% chọn tổ hợp có môn mỹ thuật, 1,7% chọn các môn không thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ và nghệ thuật. Chiều qua, Ban chỉ đạo thực hiện đảng 06 thành phố Đà Trang họp ra soát tiến độ đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử và số hóa dữ liệu số hộ tịch. Tính đến ngày 30 tháng 7, toàn thành phố đã đăng ký thu nhận 313.436 tài khoản định danh, đạt 100,55% chỉ tiêu. Kích hoạt 206.127 tài khoản định danh điện tử, đạt 66,12% chỉ tiêu. Tính đến ngày 27 tháng 7, các địa phương đã tiến hành số hóa 78.404 dữ liệu sổ hộ tịch, đạt hơn 16% các địa phương trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, trong đó tập trung cho việc kích hoạt tài khoản định danh phấn đấu đến ngày 6 tháng 8 đạt 80% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh. Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 thành phố nhà trang đề nghị ban chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục tồn tại hạn chế ở đơn vị mình, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính cho công dân đã kích hoạt tài khoản định danh, đẩy mạnh việc ứng dụng thực tế tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính. Huyện Cẩm Lâm đã hoàn thành vừa chi tiêu thu nhận và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 trước thời gian tỉnh giao. Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 7, Cẩm Lâm đã thu nhận định danh điện tử mức độ 2 được 61.616 trường hợp, đạt 127,82%. Kích hoạt được 48.409 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 100,43%. 100%, 100 các xã hoàn thành vừa chỉ tiêu thu nhận, chính xã hoàn thành chi tiêu kích hoạt tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 23 2023 của ban thường vụ huyện ủy Cam Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra vào chiều qua. Bà chỉ đạo đề nghị các xã thị trấn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tổ chức thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo chỉ tiêu 67.195 tài khoản được thu nhận và kích hoạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, vân vân. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp. Ngay sau đây sẽ là thông tin thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và sải sát có dung. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ và cao nhất trong khoảng 33 độ. Ở phía đông bắc bộ có nền nhiệt trong ngày ở ngưỡng là 24 cho đến 34 độ. Ở khu vực có mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía bắc thì chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Trời có mây, ngày nắng là hình thế thời tiết chung cho các tỉnh thành từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Phía Bắc khu vực có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dùng vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dùng rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong khoảng 26-35 đến 35 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên thì có nhiệt độ dao động trong ngày từ 20 cho đến 29 độ. Ở khu vực trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ trong ngày giao động từ 24 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.